một gói ba tê nhiều không hả? Qua YouTube. Dạ, qua YouTube. Má tê nhiều không hả? Lấy gì? Má tê nhiều. Má tê chả. Chị hình như là mỗi lần mà chị múc xôi á là mình sẵn cho nó gọn cái lại gọn lại chứ. Dạ, chứ không phải không sẵn gọn á thì bên này nó gói nó bị vết ra. Dạ. Có nhiều khán giả không hiểu á, hỏi sao cứ múc xôi vào mà cứ sẵn lại. Quý vị thân mến, hiện tại sáng sớm hôm nay Phu Ta đang có mặt tại ngay góc ngã ba đường Trần Hưng Đạo với đường Nhiêu Tâm quý vị. Đây nè, cái đường dọc đang đi đây là đường Trần Hưng Đạo quý vị, còn cái đường đi ngang vào đây là đường Nhiêu Tâm. Thì hôm nay Phu Ta hướng dẫn quý vị đi đến xe xôi của chị gái mà cách đây ít hôm Phu Ta đã quay và chia sẻ. Hôm bữa Phu Ta có quay cái địa chỉ lên rồi nhưng mà có nhiều khán giả hỏi không biết là nơi nào nên hôm nay Phu Ta hướng dẫn quý vị đi luôn. Đây thì quý vị đến đường Trần Hưng Đạo nha, ngay góc Trần Hưng Đạo với lại Nhiêu Tâm. Thì quý vị rẽ vào đường Nhiêu Tâm. Rồi đi thôi quý vị ạ. Phu Ta chạy đi đến cho quý vị xem. Ở đây thì cũng gần chợ Hòa Bình, quận 5. Đó. Đi đến một đoạn đó quý vị đó. Quý vị nhìn thấy chiếc xe của chị không? Đó. Chạy chưa tới được 5 phút nữa quý vị thì đến xe của chị rồi. Ngay dưới cái tiệm vàng Ngọc Tâm 2 này quý vị. Ở địa chỉ là 38/2C đường Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Còn chợ Hòa Bình quận 5 thì quý vị đi thẳng vào bên kia nha. Tới một chút xíu nữa là đến chợ Hòa Bình rồi. Đi mình qua mình xem là chị bán quý vị á. Tại vì cô ta thấy có nhiều khán giả khen xôi của chị ngon á. Khách đang chờ mua nè. Thấy nhiều khán giả khen quá trời luôn. Mà có nhiều khán giả nói đường Nhiêu Tâm là đường nào. Cái nói em nói hôm nay để em đi quay đường vào cho quý vị xem, cho khán giả xem. Dạ. Phố vàng không đậu. Dạ. Ở đây là phố vàng đặc biệt. Phố vàng hả? Dạ. Nhiều tiệm vàng quá phải không? Phố vàng này như thấy chị cũng đeo nhiều vàng quý vị ạ. Bây chị có lên xem lại không? Dạ có. Dạ. Hôm nay có 3 người bán thôi hả chị? Là nhỏ cháu đang ăn. À dạ. Ba gói 20, không đậu, không sữa, không phi. Cái đó 15 thùng. Không em bán sao nặng một thứ. Làm nhiều loại xôi cực cái gì hả? Tại vì hình nào giờ má bán có một thứ mà. Dạ. Bởi thành ra khách nó ăn quen một món này. Dạ. Chả cà bông mình mà không. Chị hình như là mỗi lần mà chị múc xôi á là mình sẵn cho nó gọn cái rồi, gọn lại chứ. Dạ, chứ không sẵn gọn á thì bên đây nó gối nó bị gớt ra. Dạ. Có nhiều khán giả không hiểu á, hỏi sao cứ múc xôi vào mà cứ sẵn lại sẵn lại. Cho nó gọn á, dạ. Gọi vậy nè. Dạ. Cho nó đẹp á. Dạ. Chứ mà không phải là qua bên đây là nó múc gối sẽ gớt ra. Dạ. Nó ngỡ cuốn gì đó. Dạ. Tại hôm bữa em quay em cũng không để ý nữa. Cái xong về thấy nhiều khán giả nói sao chị múc xôi vào mà cứ sẵn lại. Nói chắc là sẵn lại cho gọn thôi chứ không phải là nhiều hay ít gì đâu. Tại vì khi mà chị múc quý vị thì cái xôi á, nó nằm ra ngoài khỏi cái gói xôi đi. Thì qua bên kia thì nếu mà để như vậy á, thì em kia lúc mà gói lại á, thì cái gói xôi nó bị rớt ra ngoài. Chị phải sẵn lại vừa cái lá xôi thôi. Hộp không đậu như xong kêu không? Nồi xôi lúc nào cũng hơi khói nghi ngút quý vị ha. Có 2 hộp 20 đầy đủ à trời. Đựng riêng cho chú á con. Thích xôi không sữa. Đúng rồi, rất còn đó. 2 hộp là 5 đầy đủ rồi vậy. Wow. Quý vị thấy nồi xôi bốc khói đạo. Đó thì ở bên kia chị lại chuẩn bị lại thêm cái nồi xôi ở bên kia. Một gói pate nhiều, không hả? Dạ, qua YouTube. Pate nhiều không hành. Lấy gì? Pate nhiều. Pate chả. mình quay không chị? Không giao. Ủa anh một gói trả cho bông. Wow, quý vị ạ. Phải giống như soi người ta mà để nguội nó khô nó cứng á. À dạ. Nên bán là mấy người làm cái thịt cho rồi là làm dân tộc rồi ta cũng biết hết á. Dạ. Và đó em đi về cũng nguội nhưng mà thấy nó cũng dẻo. Dạ. Soi em để tới tối ăn nó cũng vẫn không thiêu. Dạ. Dạ. Soi em là không có thiêu. Bởi vì người ta mấy người đi làm tất văn phòng mà là làm xí nghiệp là công ty đó. Dạ. Khoái ăn soi. Không của ai đó chứ. Của anh này. Không phi. Hỏi mấy cô đi con. Lấy một cô 2 tập đầy đủ 15 20. Cô lấy mấy gì cũng không phi hết đi con. Mấy gói chị? Cô áo tím nó không đậu. Rau đầy đủ rồi không? Coi 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 coi. Chà, đi ra đường là phải an toàn hết ạ. Đeo khẩu trang. 15-20 anh. Phải gói em. Gói đi, gói đi. Nó tên gì không đậu. Hộp 20 này đậu không đậu. Ủa, hôm nay rằm hả chị? Hôm nay là 14. 14. Đang chơi chiều bố bán. Dạ. Rằm 14 tháng hơi chậm. Dạ. Đây đang chơi. Rồi, chắc là tạm dừng ở đây nha quý vị. Thì nếu quý vị có đi ngang qua ở địa chỉ là 38 sượt 2C đường Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5 thì quý vị có thể ghé và dùng thử. Một hộp xôi như vậy thì chị bán từ 15 thì gói quý vị, hộp thì 20. Ngoài ra thì chị còn có bán há cào nữa. Thời gian thì chị bán buổi sáng với buổi chiều, thứ bảy và chủ nhật thì buổi chiều chị nghỉ. Bán của chị thì khách lúc nào cũng đông quý vị. Nhìn cái nồi xôi hấp dẫn lắm. Ngoài ra thì cái lúc mà chị múc xôi á, sau đó thì chị sẽ gạt cái lớp xôi mà nó bị ra ngoài khỏi cái gói xôi xuống. Chứ không phải là chị gạt bớt đi đâu, gạt bớt nhưng mà gạt cái phần mà nó nằm ngoài khỏi cái gói xôi thôi. Đó, nhiều quý vị khán giả xem là tưởng đâu là chị bớt lại. Rồi, cảm ơn quý vị, bye bye và hẹn gặp lại quý vị. Cô ta qua mua một hộp dùng luôn quý vị ạ.